Ok tiếp à. Anh ơi, tụi em quen nhau qua mạng được hơn 1 tháng nhưng anh ấy ngày nào cũng lạnh nhạt, ít nhắn tin. Oh my god, bạn dùng chữ nhưng nên là mình bất ngờ. Đọc nghe nè. Anh ơi, tụi em quen nhau qua mạng được hơn 1 tháng nhưng anh ấy ngày ngày càng lạnh nhạt, ít nhắn tin với em. Không biết là do anh ấy bận hay là đã chán em. Anh ấy nói bận nhưng em vẫn thấy nghi ngờ. Nó cũng y chang những cái câu trước, tình huống khác, nhưng mà cái hướng một cái dạng kiến thức bị thiếu. Nếu mà một người đàn ông bạn quen qua mạng có nghĩa là sao? Với ông rất là hờ hững, rất là mỏng manh, chưa có một nói về cam kết thì lại càng không. Nó chỉ là người ta muốn tìm hiểu mình, người ta muốn rà rà coi mình sao. Và rồi nếu người ta không nhắn tin, có nghĩa là sau khi người ta rà rà, người ta tìm, người ta thấy là mình không muốn tìm hiểu nữa, vậy thôi. Và ở trong tình huống đó là một người phụ nữ có giá trị, chúng ta sẽ, ủa anh không quan tâm nữa thì thôi, anh không quan tâm em đâu quan tâm anh đâu. Mà thực ra bạn nên nhớ là mình đã hướng dẫn các bạn nữ là chúng ta không có nên đầu tư tình cảm vào nhiều. Nên nhớ ở đây nè, chỉ là một người đàn ông qua mạng chưa gặp mặt, mới có hơn 1 tháng thôi, chưa có gì hết, thì bạn đừng có đầu tư một cái tình cảm nào vào cả. Chính vì cái câu bạn viết cái chữ nhưng nè, anh ơi tụi em quen nhau qua mạng được hơn 1 tháng nhưng anh ấy ngày càng lạnh nhạt, chứng tỏ là bạn có một cái sự mong đợi là anh ta không lạnh nhạt. Và cái sự mong đợi đó đến là vì bạn đã có cái tình cảm gieo rồi, cho nên bạn mới có sự mong đợi tương ứng lại như vậy. Nếu bạn chưa có một gieo một chút tình cảm nào, bạn sẽ thậm chí không cần biết là cha này có nghĩ về mình, có muốn nhắn tin hay không. Tức là chẳng nhắn tới thì biết, còn chẳng nhắn tới thì không có để ý tới nữa. Và vì bạn nói chữ nhưng cho nên là ý là bạn có sự mong đợi nhiều ở đây á. Và vì bạn, lý do tại sao bạn mong đợi nhiều là vì bạn đã gieo tình cảm rồi. Mà bạn thấy không, người đàn ông mới hơn tháng quen qua mạng thôi mà bạn đã gieo tới cỡ này rồi đó. Cũng may nếu người đàn ông nó gặp bạn đi chơi với bạn một đêm thôi thì bạn cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Nhưng đó là quay lại cái câu trả lời, em coi lại cái câu trả lời em trả lời cho mấy bạn trước nha. Cái em cần ở đây là tập trung vào cái cuộc sống của mình đi. Anh ta không nhắn tin mình thì thôi, chứ bây giờ mình đâu có một cái hành động nào mà kêu là tốt hơn đâu. Tất cả những hành động khác đều hại mình hết. Mình nên tập trung vào bản thân của mình. Em và anh đó chia tay vì lý do em làm chuyện có lỗi với anh ấy. Khi anh ấy biết ra chuyện em năn nỉ anh hết lời mà anh nhất quyết không bỏ qua cho em, van xin anh ấy luôn. Sao biết cái đó là cái ngừng? Không thấy câu hỏi. Ok, không có câu hỏi mình trả lời được. Anh ơi, em 30 tuổi đang du học tiến sĩ, bạn trai 38 tuổi, yêu nhau xa 6 tháng đã có quan hệ. Tết em về nói chuyện muốn gặp mặt gia đình hai bên. Tết em về nói chuyện muốn gặp mặt gia đình hai bên. Ok, muốn đây là ai muốn vậy? Hold on. Cái tin nhắn nó bị nhảy, dễ bị nhảy. Xin Tết em về nói chuyện muốn gặp mặt gia đình hai bên, xin phép tìm hiểu. Anh bảo đang chán và không nghĩ đến gia đình. Em phải làm gì ạ? Cũng gì kỳ. Ở đây câu em viết anh chưa hiểu rõ lắm. Tức là ai muốn gặp gia đình nói chuyện hai bên? Hình như là em đúng không? Tại vì anh ta thì anh ta là anh bảo anh đang chán mà không nghĩ đến gia đình. Em 30 tuổi, du học tiến sĩ, bạn trai 38, yêu nhau xa 6 tháng, đã có quan hệ. Ok, ở đây nó có nhiều cái nữa. Cái việc mà một người phụ nữ, người đàn ông có quan hệ tình dục á, nhiều chứ, quan hệ đây chắc chắn là quan hệ tình dục. Nhưng mình đã giải thích nhiều lắm rồi ha. Nhưng mình vẫn cứ thôi giải thích đi giải thích lại. Tại vì những cái bạn coi livestream này có thể chưa bao giờ coi những livestream khác. Khi các bạn có quan hệ tình dục với một người đàn ông, trước khi cái mối quan hệ đó tạm gọi là nó chính, tức là nó đạt tới cái mức mà nên có quan hệ. Đương nhiên trước khi nên có quan hệ thì có nghĩa là không nên. Và cái giai đoạn ở cái điểm mà mình tạm gọi là nó đạt được tới cái mức mà mình có quan hệ, thì bạn quan hệ với người đàn ông sẽ không xảy ra cái cảm giác người đàn ông người ta tù cảm giác yêu. Còn trước đó mà nếu bạn có quan hệ tình dục với người đàn ông thì nó sẽ xảy ra tụt cảm giác yêu. Tụt ít hay tụt nhiều nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái mức độ say tới đâu. Thứ hai là tuổi của hai người. Nếu hai bạn là người 20 tuổi thì cái độ chán nó sẽ ít hơn, người ta sẽ quan hệ được lâu hơn. Nếu như bạn 40 tuổi, 30 tuổi thì cái độ chán nó sẽ nhanh hơn, tức là quan hệ 1, 2, 3 lần thì chán luôn. Nhưng mà ở cái tuổi mà 20 gặp nhau quan hệ sớm, nhiều khi phải 2 năm mới chán, 1 năm sau mới chán. Ok, nhớ là nó còn tùy nhiều thứ, rồi nó tùy vào cái sức hút hiện tại của bạn. Do đó là nó có vài yếu tố nó phụ thuộc vào. Tuy nhiên nếu như bạn quan hệ sớm trong mối quan hệ mà trước khi nó đạt tới mức nên nên à,
trước khi nó đạt cái mức mình gọi là cam kết, tức là lúc đó người đàn ông mình gọi là fall in love đó, lúc đó là cái yêu đúng nghĩa của yêu đó, thì cái quan hệ tình dục của bạn nó dẫn tới cái việc nó tuột một vài cái hormone, mà trong đó mình có nói cái vasopressin là một hormone rất quan trọng ở trong đó. Thì khi cái hormone nó bị tuột là cái cảm giác yêu của người đàn ông nó cũng bị tuột luôn. Và nếu như bạn càng quan hệ sớm trong mối quan hệ thì không những cái hormone nó tuột nha, tức là cái cảm giác ham muốn của người phụ nữ nó bị tuột, mà cái giá trị của một người phụ nữ cũng bị tuột theo. Tạm gọi là các cụ bà xưa kia là con gái hư, tức là người đàn ông nó cảm giác đây là một cô gái, cái giá trị nó không cao, và cái giải thưởng lúc này nó không còn là cái giải thưởng cao nữa, mà là một cái giải thưởng thường thường. Và nếu nó thường quá, anh ta sao muốn đạt được, tại vì cuộc đời anh ta sống với một người phụ nữ, anh ta muốn đạt được cái cô gái mà nó có giá trị cao hơn. Do đó là nó có nhiều cái yếu tố sẽ ảnh hưởng nếu bạn quan hệ tình dục sớm. Thì mình muốn giải thích cái này mở mặt cho một số bạn mà chưa bao giờ coi những cái tài liệu khác trước của mình. Thì ở đây nè, bạn học tiến sĩ, mình đoán tại vì mình biết những cái người bạn học tiến sĩ ở nước ngoài, bản thân mình sống ở Hoa Kỳ, bà xã cũng đã từng học tiến sĩ, thú thật các bạn học không nổi. Khi có bầu bắt đầu học tiến sĩ cực lắm, mình nói thiệt là học cái thạc sĩ là thấy ok, bước lên tiến sĩ thì ngán lắm. Các bạn biết là, cho các bạn biết một vài thông số nha, chỉ có 20% người đã đạt thạc sĩ và tham gia học tiến sĩ, tức là trong 10 người đã được thạc sĩ và bắt đầu học tiến sĩ thì chỉ có 2 người tới cuối đời là ra được thôi, 8 người kia sẽ bỏ cuộc vì nhiều lý do lắm, không đậu nổi. Ok, và cái thời gian trung bình, nếu mình nhớ ông làm ông thầy của mình nói, ông là một professor mà ông tạo ra tiến sĩ, nói trung bình một tiến sĩ từ thạc sĩ học lên là 8 năm, tức là học rồi làm cái luận án, là bạn biết luận án đôi khi phải rớt 1-2 lần, và mỗi lần thì tốn 1-2 năm viết lại thì mới đạt được. Nhưng đó là các bạn biết là học một tiến sĩ nó cực kinh khủng luôn ở Mỹ. Ok, tiếp tục là bạn 30 tuổi, bạn du học tiến sĩ, bạn trai 38 tuổi yêu nhau xa 6 tháng. Yêu xa mà đã có quan hệ tình dục, tức là đã có quan hệ tình dục có nghĩa là bạn biết là cảm giác yêu có thể bị tụt. Ở người đàn ông nha, chứ không phải người phụ nữ nha. Người phụ nữ sau khi quan hệ tình dục cảm giác yêu tăng lên. Và nó mới chết. Em thì yêu anh nhiều hơn mà anh lại yêu em ít hơn, chuyện gì xảy ra? Chia tay đúng không? Người đàn ông bỏ người phụ nữ đúng không? Khi mà người phụ nữ yêu hơn, người đàn ông yêu ít lại, và người đàn ông chia tay thì có nghĩa là người đàn phụ nữ là sao biết không? Chịu khổ. Tại vì cô ta đang rất yêu mà bây giờ mất mối quan hệ. Người đàn ông thì sao biết không? Tột cho nên chia tay. Cho nên là các bạn sẽ thấy đây là người phụ nữ tại sao khổ hoài khi có quan hệ tình dục. Cho nên là xa nhau 6 tháng mà nếu như trước đó người đàn ông tột cảm giác yêu thì đây chính là cái cơ hội mà anh ta sẽ đi quan hệ người khác. Có thể thấy điều đó rõ. Tết em về nói chuyện muốn gặp gia đình hai bên xin phép. Bạn bị cái áp lực đúng không? Tại vì bạn yêu người đàn ông rồi cho nên bị cái áp lực, bạn cần phải đi phải lấy người đàn ông đó, cho nên là bạn rất muốn cái chuyện là gia đình hai bên nói chuyện. Nhưng mà anh ta bảo anh ta đang chán. Cái chuyện chán đây là một cái dấu hiệu. Và không nghĩ đến gia đình, đây có thể là một cái cớ thôi. Tự nhiên có cái chuyện chán không nghĩ tới gia đình. Ok, em phải làm gì? Nếu mà cái tình huống của bạn như mình đoán là mình tin là đúng rồi. Tức là anh ta đã tụt cảm giác yêu đáng kể rồi. Mà bây giờ bạn thúc anh ta cưới, bạn nghĩ thì một người đàn ông không muốn cưới, chủ động tránh, không muốn dắt gia đình dính vô đây, mà cô gái chạy theo thúc cưới thì chuyện gì xảy ra? Thử tưởng tượng, bạn đặt bạn là người đàn ông, bạn đặt như này, bạn đặt bạn là mẹ của một đứa con trai đang lọt vào tình huống đó thì bạn sẽ hiểu ngay. Và bạn yêu đứa con trai của bạn, bạn bảo vệ hết mình, bạn bảo vệ hết mình, bạn cứ nghĩ thử đi. Thằng con trai bây giờ nó có đứa con gái mà nó không ưa nữa, nó không muốn nữa. Cái con kia đeo đuổi kêu nó cưới, đời nào cưới được, tự nhiên đi cưới nhỏ nó yêu sao nó cưới. Bạn thử bạn đặt vào vị trí đó bạn sẽ thấy, khi bạn bảo vệ cái quyền lợi con trai y như bản thân bạn sẽ hiểu. Thế đó là bây giờ em phải làm gì á, cái việc của em là phải tăng cái sức hút lại rõ ràng. Mà đây em đang đi xa nha, em đang đi xa nó cũng có cái lợi của em á, nhưng mà nó sẽ có cái cực cho em, đặc biệt là em đang học tiến sĩ. Nếu mà tình cảm của em mà nó gãy á, em sẽ đau đớn mà sao không nổi. Anh không biết là em học nổi không, nhưng mà sau em sẽ bị cực khổ vì cái cảm giác là ông thằng bồ bên kia nó bỏ mình. Hôm nay sao không nhắn tin, anh đang quen hai, cảm giác yêu nó hành này, không biết sao học nổi, không biết không. Nhưng mà cái em phải làm, cái tốt ở chỗ là xa thì cái cảm giác yêu anh ta nó có thể được xây lại một chút, nếu như em hành xử đúng. Nếu em hành xử đúng, mà cái cách hành xử đúng ở đây là gì không? Hãy để cho anh ta có cái cảm giác thèm muốn, nhung nhớ lại. Mà để cho điều đó nó được xảy ra thì mình không có nên xuất hiện, tức là không nên tiếp cận anh ta. Em phải tàn hình đi, em phải biến đi, để cho anh ta có cái cảm giác tò mò lại một chút, có cái cảm giác nhung nhớ một chút,
Cái cảm giác nhung nhớ nó là cái đầu mối của cái sợi chỉ để anh ta có thể mò ngược lại để xây lại cái cảm giác yếu. Chứ em đừng chủ động, anh ơi Tết này có nhắn gia đình anh lên nhà em chưa, hay là Tết này anh muốn mình về mùng mấy. Tức là bạn liên tục bạn tiếp cận người đàn ông, bạn chủ động trong mối quan hệ, lúc đó là bạn sẽ làm cái việc nó hư thêm. Vậy đó là em phải làm gì? Ok, cụ thể nè, em đừng nên liên hệ anh ta, đừng nên chủ động. Em cố gắng tập trung vào bản thân mình, em trở thành người phụ nữ đẹp hơn, em trở thành một người phụ nữ có giá trị hơn. Em nên đeo đuổi cái đam mê của em nên để cho, thậm chí trong tình huống này luôn, anh ta nếu mà anh ta nói anh ta chán cái này nha, là em để cho người đàn ông tìm hiểu em luôn. Và em nói với anh ta là nếu mà cái mối quan hệ của mình nó tới đây rồi á, đúng ra là mình không có tiếp cận kiểu này, nhưng bạn đã lỡ ở đây rồi, tức là hai bên đã nói tới cái chuyện cưới hỏi rồi mà anh ta không đồng ý, là nói là nếu như anh đã xác định được á, là mình ở thời điểm này á, anh chưa muốn, vì đã quan hệ với nhau thời gian á, anh chưa muốn lập gia đình, thì bây giờ em nghĩ là mình nên tạm tách ra và để cho trung thực lại với nhau á. Em anh có thể tìm hiểu những cô gái khác, và em cũng có thể có những người đàn ông khác tìm hiểu, để gì, để lúc đó mình mới biết là mình có thật sự cái người kia có quan trọng với mình hay không. Nếu như mình vẫn thấy là mình có thể để người khác tìm hiểu, và mình có thể tìm hiểu người khác, mình có thể yêu người khác, thì có nghĩa là cái người này đúng là không phải quan trọng với mình. Còn nếu như mình sau khi đó mình cảm giác là à, mình không buông được cái người kia, thì lúc đó mình tính lại cái cảm giác đó. Mà nếu như anh cảm giác là em vẫn còn quan trọng với em, anh vẫn, em vẫn còn quan trọng với anh, thì lúc đó mình nói chuyện lại luôn. Do đó là cái cách, tại vì thực ra bình thường nếu mối quan hệ mà bình thường phát triển, cô gái không có chủ động đặt cái chuyện cưới hỏi ra. Nhưng mà vì ở đây các bạn đã nói rồi, và anh ta cũng đã nói một cái yếu tố mà là anh ta không có muốn nói về chuyện cưới hỏi. Có nghĩa là sao? Nếu như anh quen cô gái lâu rồi mà anh nói anh không muốn cưới hỏi, thì cô gái có quyền rút khỏi mối quan hệ đó, đúng không? Bạn tưởng tượng một người đàn ông quen bạn lâu mà bạn, khi bạn đề cập tới chuyện cưới, thực ra nó có cái cách đề cập đúng hơn, ở đây là có cái cách, nhưng mà đã lỡ rồi mà anh ta nói nè không cưới, thì bạn có cái quyền mà. Well, nếu mà nó đi tới đây mà nó không cưới, anh chắc cũng biết là em phải làm gì rồi, hợp lý đúng không? Em thấy em ngồi em chờ một người đàn ông không yêu em được, em có thể ngồi chờ một người mà không muốn cưới mình được. Do đó là bắt buộc em phải lùi lại. Bởi vì các bạn biết không, tại sao mà người phụ nữ quyến rũ đầu tư tình cảm và mối quan hệ ít hơn người đàn ông rồi? Nó có một cái khoa học, và tất cả những khoa học nó tròn, nó khép kín lại cho các bạn một bức tranh hoàn chỉnh. Mình có đưa cái đó, thì các bạn tham gia vào cái lớp bootcamp vào tháng 4 này đi, để học được cái đó, nó giúp các bạn nhiều lắm. Mà trả lời đây không biết bao nhiêu cho thấu rồi. Anh Tuấn ơi, cho em hỏi là có nên tin vào chuyện hợp tuổi khi kết hôn không? No, absolutely no. Ok, lý do tại sao là ở bên những quốc gia khác, nhiều quốc gia người ta không có coi ngày. Ở bên đó anh không biết sao mà bên Hoa Kỳ anh không thấy coi ngày. Người Việt, người Hoa, một số người mà họ có một cái dạng nằm trong cái văn hóa đó, là chúng ta coi ngày coi tuổi. Well, cái đó là cái niềm tin mỗi người, mình không có bài bác, mà cái đó là cái niềm tin, tại vì ít ra nó cũng làm cho họ có sự an tâm trong đó. Tuy nhiên anh chỉ biết điều này nè, tất cả các cặp ở Việt Nam gần như đều coi ngày, nhưng mà tỷ lệ ly hôn là bốn mấy phần trăm, tức là chọn cái ngày tốt nhất nè, ly hôn bốn mấy phần trăm. À, không biết là có nên coi không, chứ tôi thấy là cái tỷ lệ mà nhờ bà ông thầy mà tụi tôi ly hôn được bốn mấy phần trăm, không biết có nên coi lại không, chắc là không nên coi thầy, nhiều khi chắc ăn hơn, tỷ lệ này hơi bị cao. Do đó là mình không biết ông chọn ngày A, ngày B, ngày C sao ông chọn, sao mà tỷ lệ ly hôn gần nữa. Mà nếu như bạn coi cái thông số mình vừa nói với, nối với cái việc là chúng ta đang coi ngày coi tuổi, thì bạn sẽ thấy là cái kết quả coi ngày coi tuổi chẳng ra gì. Đương nhiên một lần nữa, mình rất tiếc đó là mình đã đi hơi sâu chút xíu như cái phần mà một vài bạn có cái niềm tin, nhưng mình thì mình không tin. Và các bạn tin, mình không có bài bác chuyện đó, các bạn có quyền tin, nó làm cho các bạn được an tâm hơn cũng là cái điều tốt. Nhưng mà thực tế các thầy đang coi tuổi sai bét. Mình có một cái bạn ở trên Facebook, bạn có đăng thế này mắc cười lắm, tức là cũng có lần cái chủ đề này được nói trên cái trang Facebook của mình, thì có một bạn nói là anh Tuấn ơi, em có một người bạn anh ta là thầy coi ngày cho người ta, cái đám cưới của anh ta anh ta coi tuổi vợ, coi tuổi mình, coi ngày sinh tháng đẻ, anh ta coi ngày để chọn đám cưới, anh ta coi giờ để xuất hành, anh ta coi hướng để xuất hành, 6 tháng sau chia tay. Lòng đâu còn cái tưởng, mình nghe mình cười chết. Mình nghe xong mình cho bạn cái khuôn mặt mà cái thằng đó nó cười, cái bạn nó tưởng là mình không tin, bạn nói không không em nói thiệt, cái thằng bạn ấy, em nói là thầy, nó nói không mình tin chứ mà không tin, nhưng mà con gái nó mắc cười quá đi, ngon cười bé bụng. Oh my god. Cá nhân các bạn mình không tin cái chuyện đó. Tại vì sao biết không? Tại vì nó chính là cái sự phủ nhận cái việc mình đang làm.
Tại vì mình thấy có những cặp nó thay đổi được. Nếu như tuổi nó định, tức là cái gì đó nó không đổi được, thì cái nghề của mình nó gần như nó mất đi cái kết quả. Tại vì nếu tuổi anh bị chắc chắn cái câu này, tuổi chắc thì có nghĩa là mình chẳng giúp gì được. Thôi cái tuổi của anh nó bị vậy thôi. Và thứ hai là nếu mà tuổi anh tốt thì tôi cũng giúp anh đang tài le tát lét, anh vẫn sẽ yêu nhau được. Do đó là anh cũng chẳng cần tới thầy tới gì, chẳng cần tới tôi, anh cũng không cần tới thầy nữa. Tại vì nếu mà nó đã định anh tốt là anh sẽ tốt thôi, anh có sửa cũng không được, anh có muốn xấu không được. Ngược lại nếu mà anh nó đã xấu rồi anh muốn tốt không được, anh đi coi thầy cũng không đi coi làm gì, đúng không? Tại vì nó đã xấu là nó xấu. Do đó là nếu như đã tin vào cái đó rồi thì thầy cũng chẳng tác dụng gì, mà mình cũng chẳng giúp gì được các bạn. Do đó là mình không có tin không.